Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy định 132 ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và các nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung quy định 132. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau 5 năm triển khai quy định số 132 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng đã chú trọng từ công tác quán triệt đến cụ thể hóa bằng các văn bản để triển khai thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, lãnh đạo cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, toàn diện, hiệu quả. Tham gia ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Văn Khuê đã nêu về phương pháp quy trình đánh giá xếp loại, bổ sung và quy định rõ đối với trường hợp đảng viên đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì đánh giá xếp loại ở đâu, đối với tập thể lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ khi có thành viên bị kỷ luật trong năm, đề nghị chọn phương án tập thể lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật hoặc có 1/3 thành viên trở lên bị kỷ luật trong năm. Để thực hiện nghiêm túc trong đánh giá xếp loại trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, về tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị giữ nguyên tỷ lệ số lượng như quy định số 132 là phù hợp và bổ sung thêm những nơi có dưới 5 tập thể, 5 cá nhân xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được 1 tập thể, cá nhân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đủ điều kiện để phù hợp với thực tế ở những đảng bộ cơ sở có dưới 5 chi bộ trực thuộc, những nơi tập thể lãnh đạo có dưới 5 thành viên. Những ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị đã được Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến về dự thảo quy định sửa đổi bổ sung quy định số 132.